Hello em, thì bây giờ mình bắt đầu mình dắt xe lên anh khách mình, cái xe này mình chưa quay lên cho anh em biết luôn, nhưng mà chắc này tới tận cửa hàng mình coi xong rồi chốt luôn. Thì bắt đầu bây giờ mình dắt xe lên anh quay ha, sẽ quay cho anh em biết. Đây là thủ thừa, thẻ thu thủ thừa thành phố này. Ok, giờ mình đi. Thank you.
Hello em, thì mình vừa nghỉ ngơi xong thì bây giờ là 8:30 mình sẽ là nhà của anh Vũ, mình giao xe. Thì trong khoảng 9:22 là mình sẽ đến đến nhà anh ha. Thì sẽ quay hành trình của mình xuống giao xe, xuống nhà anh sẽ như thế nào nha. Hôm qua mình đi tí xíu thì nó tối cho nên mình không tiện quay cho anh em xem ha. Thì ban ngày anh sẽ quay đẹp hơn, ban đêm nó quay nó không thấy đường, nghe tiếng luôn. Ok, mời anh em xem ha. Thì bây giờ mình còn khoảng có 18 km nữa là mình tới nơi nha anh em. Thì mình đang ở địa phận của huyện Bình Chánh nha. Quay đường phố anh em biết huyện Bình Chánh là như thế nào. Cái quận Bình Chánh này là từ ở dưới miền Tây mình đi lên là mình sẽ tới đầu tiên trước khi thành phố nha. Trước khi thành phố làm sẽ đi ngang cái quận này trước. Ok anh em, thì bây giờ mình đã đến Viện Tiểu Thừa nha. Thì anh Vũ này nói anh là tài xế xe của một cái tại đèn đỏ này để mình tới coi đúng không. Cộng đường tại ngại đường đi 818.